Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Cùng trải nghiệm là tự game đầu tiên Sansa Baby. Đêm đầu tiên này. Oh. Đội gì đây? Mũ hải tặc. Ơ lấy bộ con mèo đầu to. Ôi xa. Đầu siêu bự. Oh. Rồi và đóng cửa. Xem tivi. Lại dậy rồi. Đầu bị sai. Đêm thứ hai. Ui. Đâu à?
chạy rất nhanh. Mắt lại đỏ. Tìm chuyện và ngồi đọc. When the rabbit came to visit, the prince said, "Time to play." But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to. Dõi về anh. Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. A relentless, futile flight. In and out of space and sight. Hop, 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 hop. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down. Ngủ à? Có ai đó ở ngoài cửa. Ship hàng. Máy làm pizza. Đêm thứ ba. Đêm thứ ba. Bánh mì phô mai không? Cho bé ăn đi đồ độc ác à? Cho đi uống sữa à? Đóng cửa mình rồi, nhốt ở trong tủ lạnh. Da nào này? Ôi dạ. Đây căn phòng số 10. Đầu to. Oh.
Đâu rồi? Bay lơ lửng. Con kiều tìm chuyện và ngồi đọc này. It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. The wind. I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I am dirty, said the prince. So the sheep changed his clothes. I am tired, said the prince. Let me count you. One, two. Just one more thing, said the prince, before I drift to sleep. He opened up his big red eyes. Ok, chúng ta sẽ chơi game tiếp theo. The Baby. Trò chơi tiếp theo trong video ngày hôm nay nha. Granny Bar này. Bộ xương đặt bẫy mình. Ôi chìa khóa này.
Không đúng. Chìa khóa gì đây không biết. Chạy đi. Ồ, diêm. Ngày thứ hai. Take control. Yeah. Trốn ở đây. Chờ xuống. Để gì? Không được. Nhanh kéo rồi. Ô tô. Chạy. Thank you.
Nha. Nhảy như thế này. Trốn ở trong xe à? Cho chai. Game over. Ok. Trò chơi tiếp theo trong video ngày hôm nay nhỉ. Come this way, quick. Jay, where are you going? The ladies go first. Well, well, well. I finally have you all. Huh? No! Damn, chubby kids. They escaped again. Oh, I can't take it anymore. This will be the last time they run away. Since I kidnapped them and locked them in my factory, they haven't stopped giving me problems. Oh, I no longer want to use them as ingredients in my special ice cream. This has become personal. Oh, I wasn't planning on resorting to this, but party's over. Oh, bastards. Oh. One more step,
My legs will come off my body. My Charlie, body. Keep quiet. That sound we just heard, I think I know what it is. Roz activated the security system, Jacqueline. And all the exits are sealed. I'll do my best for the team. And for the people I love. Is this my son's factory? Evelyn, but that was it looks very magnificent from up close. At last, Hopla. I'll be able to hug him and... Who's there? Who's there? Generator is located inside a cottage to the north of the factory. Over. Come ASAP. Cut. Over. Over. Let's go. Neat. I found this egg on my way here. Take it to its mom, please. Chứng cá. Múp. Don't run away, child. Charlie. Không có. Wow. Đây rồi. Evelyn vẫn đứng ở cửa canh này thôi. Wow, đi đường này. Mở cửa sau. Trốn thoát rồi.
Wow. Got đồng đội rồi. Liz, Charlie. Oh my, my. Liz. Run stop. Yes? Well, I found the key to his display case and took it to our custody. If you need to take it, we'll let you out of it. Okay. Ăn kèm à? Trời chú chuyện. Charlie, get in position. Roger that. Shot. Restart the van. Một. Hai. Ý ơi. Tên này rồi. Đấm bằng. Charlie. Oh no, the van stalled. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Bắn thế này. Time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Hết đạn rồi. Khu rừng. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Toàn toàn toàn.
chắc. Trên đây. Ôi trời. Xong rồi nhỉ. Ok, chúng ta đi game tiếp theo nha. Chim Opalabit. Run. Sếp đuổi theo. Three, two.
Thua rồi. Zumba rốt à. Ok, trò chơi tiếp theo nha. Squid Game. Deadpool. Xong thấy. Cầu kính đứng đầu tiên. Boys. Bánh bì. Okay, thank you.